Trước mắt thì thay mặt gia đình chúc đội ngũ Thành Luân tấn tài tấn lộc, phát triển cái ngành nghề mỹ nghệ đồ gỗ cổ truyền Việt Nam mình càng ngày càng thăng tiến. Thay mặt gia đình cũng cảm ơn con vô để tút lại mạch ni đồ này nọ cho nó đẹp. Thay mặt gia đình rất cảm ơn. Vâng ạ, thì con chân thành cảm ơn chú. Rồi cái sản phẩm thì bọn của bên đồ gỗ Thành Luân một con thì chú thấy thế nào ạ? Thấy là quá tuyệt vời. Dạ vâng, cái con cũng rất là vui mừng, cái niềm vui của cô chú thì bọn con cũng rất chi là phấn khởi vì được cái khách hàng, các sản phẩm được khách hàng tin dùng và ưng ý. Và thay mặt thì đồ gỗ Thành Luân con thì con trân trọng cảm ơn chú và gia đình, và xin kính chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng. Rồi cảm ơn. Dạ vâng, nhiều. Cảm ơn chú nha. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào mẹ và mẹ của khách trong những video clip sau.